Theo thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ về cuộc họp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước vừa qua, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cơ quan này sớm trình phương án cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Thủ tướng lưu ý phương án cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém, trong đó có SCB phải đúng thẩm quyền, không để xảy ra rủi ro thất thoát tài sản nhà nước, trục lợi chính sách. Việc tái cơ cấu này sẽ góp phần lành mạnh hóa và hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và tạo điều kiện hạ mặt bằng lãi suất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành thông tư số 02 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư mới bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, người dân có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử qua mạng Internet. Hồ sơ này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ, đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc thực hiện kiểm tra, rà soát an toàn sử dụng điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức tổng kiểm tra, rà soát việc ký hợp đồng mua bán điện, hiện trạng mục đích sử dụng điện, an toàn sử dụng điện của các khách hàng trên địa bàn thành phố, ngừng cấp điện đối với trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đã bị tạm đình chỉ hoạt động, hướng dẫn chi tiết cụ thể các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định, làm căn cứ áp dụng vào thực tiễn, nghiên cứu bổ sung cụ thể vào hợp đồng mua bán điện, làm căn cứ để khách hàng thực hiện xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, so với cách đây hơn một tuần thì giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đã hạ nhiệt. Có chặng bay vé rẻ nhất ở mức 3,5 triệu đồng, rẻ hơn gần 30% so với ngày 14 tháng 4. Chặng bay có lượng khách di chuyển lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khởi hành ngày 29 tháng 4 và trở lại vào ngày mùng 3 tháng 5 theo lịch nghỉ lễ. Giá vé rẻ nhất của Vietjet bán vào ngày 23 tháng 4 là hơn 3 triệu đồng, giảm khoảng 25% so với ngày 14 tháng 4. Cùng thời điểm, giá vé trên nhiều chặng bay khác đến các điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cũng đã giảm nhưng gần như hết vé và không còn nhiều lựa chọn khung giờ bay. Dịp cao điểm này, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên làm thủ tục trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động của các hãng trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành và trước khi lên sân bay. Mới đây tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm phối hợp với địa phương tổ chức Ngày hội Tư vấn Giới thiệu Việc làm năm 2023. Ngày hội có sự tham gia của rất nhiều trường trung cấp, cao đẳng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Chương trình Ngày hội Tư vấn Giới thiệu Việc làm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu hút hơn 2.000 bạn trẻ đến tham dự, tư vấn học nghề và xuất khẩu lao động. Các học sinh, sinh viên được nghe tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia đến từ 50 trường cao đẳng, trung cấp, đơn vị giáo dục và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Ngày hội là hoạt động nằm trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày hội là cơ hội để kết nối trực tiếp học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở với các cơ sở giáo dục cũng như các doanh nghiệp đào tạo xuất khẩu lao động. Đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên tích cực trong công tác phân luồng hướng nghiệp hàng năm. Để giúp người sử dụng dịch vụ một cách thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Phenica Mass cho ra mắt ứng dụng Bus Map Hà Nội, tức là Xe buýt Map Hà Nội. Đây là một trong những nội dung nằm trong đề án giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt, chỉ đạo và giao Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thực hiện. Với các tính năng tiện lợi, thông minh, dễ sử dụng, thân thiện với hành khách, Buýt Map Hà Nội có chức năng chính là tìm đường thông minh, tính năng kết hợp xe buýt và xe công nghệ, giúp quý khách tiết kiệm thời gian di chuyển từ điểm xuất phát đến trạm xe buýt và ngược lại. Tính năng dẫn đường thông minh, tính năng hỗ trợ người khiếm thị đọc màn hình tìm đường và tra cứu các tuyến đường xe buýt khi tham gia giao thông công cộng. Và một số tính năng khác như tra cứu tuyến xe, theo dõi và thông báo xe đến điểm dừng, thông gian thực xe đến điểm dừng, tìm xe theo biển báo, góp ý, phản ánh chất lượng dịch vụ. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội là đơn vị quản lý và điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Trong những năm qua, trung tâm đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.
với mục tiêu đưa giao thông công cộng và phương tiện đi lại thuận tiện cho người dân, góp phần giảm thiểu sử dụng giao thông cá nhân, giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Trong thời gian qua, để phát triển kinh tế, tạo liên kết giữa các vùng, đã có rất nhiều dự án công trình được tỉnh Kon Tum đầu tư triển khai thực hiện, như đầu tư mở rộng các tuyến đường, mở rộng không gian đô thị. Tuy nhiên, tại các công trình, dự án, nhiều hộ dân chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để thi công, dẫn đến các công trình, dự án có nguy cơ chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng chậm. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Kon Tum. Dự án đường Trường Chinh, đoạn từ Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ, phạm vi cầu nối qua sông Đắk La, được tỉnh Kon Tum phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 457,1 tỷ đồng. Dự án được chia làm các gói thầu. Gói thầu xây lắp số 1 thời gian hoàn thành tháng 6 năm 2023 và gói thầu xây lắp công trình thời gian hoàn thành là tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa chấp nhận tiền bồi thường và các phương án bồi thường. Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì nó vướng như thí dụ như về cái thứ nhất là về cái công tác gọi là giá cả. Thế thì dân người ta hay ý kiến là cái giá nó không bằng với giá thị trường. Theo báo cáo, thành phố Kon Tum là địa phương có nhiều công trình dự án đang thực hiện với 26 công trình dự án được giao cho các đơn vị chủ đầu tư. Với tổng diện tích thu hồi đất các dự án là 1.154 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp. Số hộ dân bị ảnh hưởng là hơn 3.700 hộ và tổ chức, trong đó đã giải phóng mặt bằng 352 ha. Hiện nay có 13 công trình đang thi công có vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Các cái khu vực để tái định cư và bồi thường bằng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng thì hiện nay chỉ có thực hiện theo cái giải pháp là phát sinh tới đâu thì làm tới đó, chứ chưa có sự chuẩn bị trước các cái khu tái định cư cũng như là cái khu bồi thường bằng đất để các hộ dân là yên tâm bàn giao mặt bằng chỗ ở, nằm trong vùng dự án để đi đến chỗ ở mới. Theo tìm hiểu của phóng viên tại các công trình, dự án kéo dài thời gian thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đa phần là số hộ dân không đồng thuận với đơn giá bồi thường đất, không thống nhất chủ trương thu hồi đất để triển khai các dự án. Đặc biệt tại một số dự án triển khai khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường giao thông mà các chủ đầu tư chưa lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân nên các hộ dân chưa đồng thuận và không phối hợp kiểm kê tài sản. Mong rằng những bất cập trên tại tỉnh Kon Tum sẽ sớm được các cấp các ngành chức năng giải quyết, thấu tình đạt lý, đúng pháp luật để tránh những bức xúc kéo dài trong nhân dân. Ngày 23 tháng 4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của HCDC và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào ngày 21 tháng 4 đã phát hiện 7 biến thể phụ mới của Omicron. Đây là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được WHO xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm cần được theo dõi. Việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong mấy ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo mọi người dân cần tích cực đồng hành cùng chính quyền các cấp tham gia chiến dịch bảo vệ người nguy cơ vừa được thành phố phát động.